MB.Queen, website chơi chẵn lẻ liên banh uy tín số 1, giao dịch tự động 24/7, thanh toán siêu tốc chỉ trong 3 giây. Website đầu tiên chơi được liên banh. Truy cập ngay CLB.Win, chẵn lẻ liên banh thanh toán siêu tốc. Samsung TV.com, shop bán hết liên quân, net free size, uy tín, giá rẻ. Vòng quay Cung Huy, vòng quay kim cương, nhận lên đến hàng nghìn Cung Huy, hàng nghìn kim cương. Thử bấm máy liên quân, free size, thể tích cực kỳ ngon. Đặc biệt, lần đầu tiên đăng nhập vào shop, nhận Cung Huy free. Rồi, hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Anh em có kênh mình nhớ đừng quên cho mình xin một like, một subscribe ủng hộ kênh mình các anh em rất là nhiều. Rồi, ok, hôm nay thì là tập 7 của mình rồi. Đó, nói chung là hiện tại bây giờ là ngày 12 đúng không? Ở đâu? Ngày 13 chứ, lộn. Đó, ngày 13. Rồi, nói chung là còn tầm khoảng 17 ngày nữa thôi. Không biết là tôi có leo kịp vàng gian không ta? Hiện tại là giờ muốn leo của vàng gian thì chắc là tôi phải cày lên được tận 11k điểm đấy, 11k điểm là tức là 3000 điểm trong 17 ngày. Chắc được ấy nhỉ. Ok, nhưng mà nói chung là cứ cố gắng thôi. Rồi, nói chung là mọi người xem trận đấu này mọi người thấy có điểm gì lạ không? Tem bạn không có con AD luôn. Lấy luôn, rank 4x không có con AD, big tem không AD, để thật không biết là tem bạn có chiến thuật gì mới nữa. Nhưng mà không sao, để xem chiến thuật này bạn như thế nào nha. Rồi, ok, nói chung là hôm nay đi rừng này đối đầu với Nakoroth mọi người. Đó, trận này ngộ không mình đi top mà gặp Tara thì hơi chuối mọi người ơi. Gặp Tara là chỉ có biết đi di chuyển đi ông trụ hoặc là di chuyển đi ganh thôi, chứ mà ở lại với Tara nó gõ cho như con ấy. Rồi, hy vọng nó không biết di chuyển nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ vô ăn con bùa xanh nhé, xong rồi di chuyển đi ganh đường trên nhé mọi người. Đó, SB với cả thằng Mắc nó từ từ nhá, mày đó có cướp. Thế, mày vào sâu cái là ta nó có bùa đỏ, tao dí chết mày mày luôn á. Cắm vào không? Rồi, nè, cậu đang ép eo su mình khá là nhiều nên là phải lên giúp thôi. Rồi, mày không tốc biến là chết. Úi rồi, tốc biến thật à? Thôi xong, giờ pha này chết chắc rồi. Đi đắc đẩy cầu quá là đẹp luôn. Rồi từ từ, thằng Nắc này làm gì vậy? Rồi từ từ nha, đợi nó lướt nha mọi người. Rồi lướt đi đâu? Mày chém thường phát nữa chết. Xin mạng nhá. Trời ơi, đầu game ăn được hai mạng khá là lời rồi. Đây gấu này. Giết nó. Hay rồi, đâu xuống rồi. Để mình xin cho double kill. Trời ơi, đầu game mà hết này rồi thì thôi tên bạn tới công chuyện rồi. Từ từ đợi eo xuống nhá mọi người. Phàm lính eo xuống hết là nó chửi cho đấy. Rồi, ăn được một con ké là được rồi. Rồi ok, nói chung là bây giờ tên bạn chết rồi thì tôi sẽ tranh thủ one con rồng nha. Rồi, ok, ăn rồng thôi. Đây đâu vậy? Bắn rồng ấy. Thằng Nắc giờ chắc là tôi nghĩ nó sẽ ăn con tà hẳn mọi người, nên là rồi mọi người thấy con ta la chưa? Trời ơi, nó ép ngộ không. Trời ơi, này giết nó này. Đây bọc đầu này, tay mình đánh ba này. Đấy, con Nắc kìa. Rồi chém đi. Nói chung là hơi khó dí đấy mọi người, nó còn cái chục cuối á. Dí nó mệt mất công lắm, tốt thời gian lắm. Đợi đuổi đi thôi mọi người. Đó, trận này có ta ra thì ngộ không chơi hơi đuối thật. Thật sự rất là đuối luôn, mà ngộ không phải chịu khó di chuyển cơ, không di chuyển là chết đấy. Rồi, cứ thoải mái di chuyển đi, tên bạn có con tà hẳn to mà. Gấu kìa, té mình quá này, tôi qua này. Giết nó. Rồi nha. Gấu nó còn đây không? Để nó bụi. Rồi, giờ giết này. Giết chúng ta chắc kịp rồi. Rồi, phải ăn blue nhá, kẻ đi mọi người. Ăn con bùa xong rồi tính. Đó. Thằng Lily nha, từ từ, coi chừng nó vô nó ném ấy. Rồi, ok, bây giờ thì lên nấp cái lùm nha mọi người. Lên này qua lùm này nấp đi. Nấp với mid. Có gì thằng... Hay này. Pha này khả năng tên bạn đã sẽ qua nha. Đây, con Lily, bắt Lily trước mọi người. Con Lily trước. Rồi, ui, đau. Chùi. Ê, chém vào nữa. Kìa, rồi xong này tôi chết rồi. Hay. Không kịp chém gấu, chưa một con gấu nhỉ. Tiếc ghê á. Trời ơi, ui rồi, con bác. Ui rồi, con bác. À, nói, cái pha đó con gấu phải nó con bò tôi ấy mọi người. Nó không có tôi bị choáng, tôi không ăn con Lily chứ pha đó con gấu mà không choáng được tôi là con Lily chết rồi. Hơi buồn. Chán ghê ấy. Ui giời, thôi xong rồi. SP ơi, lên cao quá. Hay kìa. Ui chết luôn. Trời ơi, đầu game combat lăng nhăng vậy. Đó. Tem bạn không qua đây mà có vẻ mạnh phết nhờ. Rồi, thằng Nắc là bộ nó cũng quá nhỏ thôi kìa mọi người. Chơi game mà đi cướp bùa. Đập cho đấy. Rồi, ok. Bây giờ thì khả năng là chắc xuống đép phụ mọi người. Đép phụ thôi. Đến phút thứ 4 rồi mà hồi không vô đép phụ là lấy mất cái trụ mất. Rồi. Nào, đại lính nào. Rồi, đánh lính đi xong rồi về farm bùa đỏ nhé mọi người. Đó, tem mình cứ được từ thôi. Trời ơi. Đầu ơi, tem bạn con gấu với cả ADT mà bị ép dữ vậy. Trời ơi, tem mình tay dài hơn mà thua gấu nữa. Rồi, ok. Nói chung là cứ bình tĩnh, đợi mình lên mình ganh cho cái là
tức ông chuyển liền em bạn liền giờ mà. Từ từ nhá, không thằng nó gần đó đó, mới thấy sai đấy. Ông đi lên đánh cao cái là nó bay ra cục kịp không kịp tàn hình chạy đâu. Rồi, ok, để ăn con bùa xong rồi lên ganh nhé mọi người. Chơi game là phải ganh. À, mọi người cứ ăn bùa xong là ganh thôi. Rồi, có thể quái nhỏ để sau cũng được, nhưng mà cứ phải ăn bùa trước. Rồi. Ê, thế con nắc ở này, mày xin mạng nhá. Nó công nhận là có mày chạy đâu. Trận này úi dồi, xin nhá, double kill. Nó trận này có đi lắc nên là nhiều khi cũng dễ chơi hơn hẳn. Con nắc bay ẩu phát là bị đẩy cầu, cái là không kịp lướt chạy đâu, là tem nó dồn phát là chết à. Rồi, ok, biết nó chết rồi thì tranh thủ lấy cái trụ nha. Lượm cái trụ nè. Rồi, không biết thằng Juka đang xuống đép không ta. Nói chung là cái trụ này của tôi đó. Ok, bây giờ thì di chuyển tiếp thôi, chuẩn bị ăn con rồng nhé mọi người. Đây, có con bùa đỏ nha. Thôi, lui. Từ, chừng trị. Ở chém chừng trị nó, lượm. Rồi, chạy thôi, nói chung là ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi á. Ăn được thì tôi hên. Ê, con có được này, ulti này. Mày chết rồi, mày lộ sai, mày chết rồi. Rồi, ok, bây giờ thì đợi lính lên rồi đẩy cái trụ nhá, tôi ép xong cho nó về nó thủ nhá. Nó trổ chém mấy cái cả. Trời ơi, tôi chém có một xíu thôi mà con FB nó gần chết luôn mọi người. Rồi, bây giờ thì tranh thủ lấy được thế thì phải ăn con rồng nha. Đấy, ác tội của không quá, cái là để ganh của không một cái thôi. Trời ơi, chứ để ta ra nó ép kìa. Mà pha khả năng thì ta ra nó mang thường trị, chắc là tôi mất con bùa đỏ đấy, mấy không? Rồi, ok, thằng nắc cũng ăn mất con tà hần rồi. Ấy, bùa đỏ chưa ăn kìa. Ê, qua ngó bùa đỏ dùng cái, ngó, ấy nó ăn kìa, đánh luôn. Tôi đến đây, trường chị, ừ, hên có bất lượng là con bùa đỏ nha. Rồi, ok, ngon rồi. Không mất bùa đỏ là thơm rồi, nói chung là mất bùa đỏ thì mất mấy trăm vàng, mất trăm mấy chục vàng, khá là tiếc nha. Mấy con bùa lớn mất thọt vàng lắm mọi người, như con xe mọi người, đây là có con xe mà ăn lính thì phải cố gắng tranh thủ ăn con xe kia chưa. Rồi, ok, trận đấu này không sao, tôi thấy là trận đấu này có mùi rồi, tôi xanh thế này rồi thì tem bạn có không chuyện liền. Trận này múa gian ghê lắm mấy ông, trận này chơi gian nhiều, múa hơi bị lên trình ấy, quay trở lại thời hồi xưa, thời đỉnh cao của chơi gian rồi. Ok, ôi, kìa, mình không đánh thường được nhờ. Đậu xanh ở lúc đánh thường mà nó bị không đánh được, để tôi trời thấy ghê, không đánh thường bắt đầu cấu vào nắc nửa cây rồi. Rồi mình kém gì, thằng nào qua đây chém hết này, nắc về ăn bùa này. Ê, giết này, úi dồi, đập vào tường nữa. Né luôn, ăn bùa xong chưa. Rồi, ê, thằng ta lẻ này, giết nó. Rồi, xong. Bạn ơi, bạn chạy đi đâu với bốn người tem mình. Rồi, xong, chạy đâu, pha này không cần uống chiêu cuối đâu nhá, nó hết chiêu cuối rồi. Rồi, ok. Hó, này lên cao quá, à, chết nha. Rồi, bây giờ thì dọn lính nhá. Giờ tem bạn chán là dám đụng mình ấy đó. Trừ khi nó đi bắt 3-4 đứa mà nó đánh rồi chứ. Đi để lẻ hai đứa mà không dám đánh mình nữa. Rồi, ok, bây giờ thì con gấu này. Mọi người thấy con gấu lẻ chưa? Dí nó. Đây rồi, gấu ơi. Gấu ơi, bạn gấu ơi, nấp đây xíu nha. Rồi, ulti trước này. Rồi, dí đi. Úi dồi, chết bà đội mình tung chiêu cồng kềnh quá. Rồi, xong gấu chạy được không chứ? Né luôn. Trời ơi. Phải tung chiêu cồng kềnh thật sự luôn. Trời ạ. Rồi, ok, dọn lính thôi, sắp lên cấp 12 mọi người. Lên mấy cấp 12 tên bạn tớ cũng chuyện tên bạn đó, không có thằng nào chạy nổi đâu. Rồi, họ gấu vẫn chạy được kìa. Rồi, thôi phải không đánh thằng này nha, thằng này nó trâu lắm mọi người. Nó ba đứa thì chạy. Chơi như vậy thôi, không đánh nha. Nó chơi cứ chơi nhấp nhả thôi, nó có bao nhiêu máu cho dụ nó ulti được càng tốt. Giờ nha, tên mình cứ từ nha. Ê, nó ăn tà luôn kìa. Giết nó. Giờ tớ ăn thằng quái này biết lên cấp 12 nhỉ? Ừ, chưa lên cấp 2 nhưng mà pha này chắc nó lên rồi. Rồi. Ui, trời ơi, hai ông nội làm gì vậy, làm gì dí thêm bạn không mà bị nó ao nhanh ngược vậy. Né luôn, rồi tôi qua ở đây. Pha này thằng S, thằng top nó thổi máu bằng trời, mẹ có sách rồi hết các kiểu rồi, đi bằng chạy. Cái đầu xanh nó lướt qua tường kìa. Trời đủ, trời sao không hiểu sao mà nó lướt qua tường luôn. Trời ơi. Rồi, con gấu không biết còn trong bụi không ta. Ui, không được rồi. Mày giết bê tao. Táo. Trời ơi. Nó lấp lùm trên mọi người, nó cứ tưởng lấp lùm dưới nó biến về khô, nhưng mà không, nó lấp lùm trên. Thế là thành ra FB mình đi ngang qua check cái bị nó dồn combo cái chiếc tươi luôn. Trời ơi. Rồi, ok. Gọi lính xíu rồi chắc ăn con tà nhá. Ui thằng nắc ăn con rồng rồi. Rồi. Ui, không được, không ăn tà được. Chuyện này tôi thấy thằng Lily tay nó khác nhanh nhá, tay nó nhanh em á. Rồi. Từ nha.
Em mình từ từ bình tĩnh nào, đợi chút xíu nào, chơi game để mất trụ nhiều quá. Ôi làm gì, gõ cái này. Ôi thôi xong rồi, pha này toang rồi. No, kêu 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 kêu. Rồi xong chết. Trời ơi. U là trời, đánh nhau y xèo luôn. Tem bạn không qua đêm mà căng phép mọi người. Trời ơi, chiến thuật mới hả? Đấy luôn rồi, thôi này con Tara chết chắc với tôi rồi. Mày chết chắc rồi, mày sống bằng trời, chấp đấu ulti luôn á, sống bằng trời dí tận cổ luôn nhé mọi người. Mày mày đòi chạy với Gian hả? Mày đòi chạy với Gian hả? Đòi chạy với Gian hả? Thằng Nắc đâu? Bước sát ra đây. Tôi đợi thằng Nắc ra luôn đó mọi người, cân 2. Tập này thằng Nắc ra là tôi cân 2 luôn. Bổ này thôi, đòi chạy với chúng tôi. Đấy luôn, rồi ok. Bây giờ thì di chuyển xuống dưới nào, chuẩn bị đánh nhau tiếp này. Ten rồi. À thằng Lily này, bộ này ui không kịp lướt để né rồi. Nhưng không sao nhé, nè giả vờ nó tôi đang quay lại tôi vòng lại đánh lại. Rồi. Mày bổ này, rồi ulti phát chết này. Úi trời ơi, tôi biến nhanh vậy. Ôi, rồi lui nhẹ cái nhá. À tôi biến nhanh nhé mọi người. Trời ơi. Cái pha đó mà nó không nhanh tay, tôi biến kịp là coi như là pha đó nó toang rồi. Hên cho nó đấy, à, trận này Lily tay nhanh phết đấy, thôi không vừa đâu. Rồi ok, mình lượm được con tàn rồi. Tự nhiên đi đánh nhau vòng cái vô cái được con tàn khá thơm nha. Rồi, ok, cái phần này biến về nhé mọi người. Đó, tôi đã có cái nanh rồi. Có cái nanh là khá là ngon rồi. Ôi, ê bê ơi, đi về đi, về đi, về đi bà nội. Về đi, tem bạn nó dí lên chạy không nổi đâu á. Rồi, ok. Để xem tôi nghĩ là tôi nên thả tà thần lúc nào nhỉ? Rồi. Đó, anh em à đúng rồi, anh em đừng có hỏi build đồ nhá. Anh nói chung là tôi làm hành trình cày bản xếp hạng là tôi đánh đàng hoàng đó mọi người nên không có nâng build đồ cho đâu. Đó nên là sau này tôi cày bảng xếp hạng xong á thì lúc đó rồi tôi làm content cho anh em nha, test từng cái một luôn cho anh em coi. Ok. Rồi, ok bây giờ thì lên phụ SB mình cướp con bùa đỏ này. Trời ơi nhìn thấy SB mình đánh con bùa đỏ khổ ghê á. Trời ơi mình chém mấy cái là chết bà rồi, nhưng mà con gấu ấy. Úi giời. Đáng tính qua KS mà ngộ không gõ nhanh thế. Rồi rồi rồi, đây này, tôi chưa lộ sai này. Đây rồi, tem ơi, đánh này, đánh thằng Tara trước này, Tara nó không có hồi máu kịp đâu. Nó là cái sức mạnh khi là có sách nha mọi người. Mọi người á, chơi gặp con Helen nha, gặp con Helen con Tara nha. Nên pick mấy con hỗ trợ và pháp sư kiểu Annette hay là Alike mọi người. Nên pick mấy con đó để khắc chế lại con Helen nha. Đó. Hoặc là chơi mid cũng vậy, nên nâng phép sách đầu tiên nha. Nói chung là phải nâng món sách đầu tiên thì chơi game nó dễ hơn. Chứ mà mấy ông mà không lên sách đầu tiên là chơi game bao khó luôn. Rồi, đó nhiều khi tôi gặp mấy ông không biết nâng đâu. Mãi mới nâng cơ, thành ra là đầu game bị nó ép SML luôn. Còn tôi chơi Gian đầu game mà tôi nâng down tôi yếu bỏ mẹ ra. Đầu game chơi Gian, con Gian này phải nâng cái thương long thì nó mới mạnh chứ. Cái Gian nó nâng cái down thì yếu xìu luôn đấy. Rồi, đây này này này, rủi rủi. Đây đây. Đây, bạn lướt đến đây đúng không? Ui, không được rồi, nhưng mà giết con gấu thay nhá. Giết con gấu thay thằng Nắc nhá. Trời ơi, coi thử đánh thằng Nắc lướt lên rồi mà lướt sao quá người. Rồi, mày thì hồi máu kiểu gì? Sách hết rồi, hồi máu kiểu gì? Ta ra là con phế vật thôi. Đó. Con ta chỉ mạnh khi là chưa có sách hay chưa có đao thôi. Chứ mà có sách có đao. Ui, ôi, nó có tại, nó có lại. Ôi, nó có tại, chạy, chạy, chạy. Trời ơi, pha đấy SB cứu mình mọi người. Trời ơi. Đấy, ui, rồi, không có hết rồi kìa. Sau đó SB cứu mình, thank you SB nha. Trời ơi. Kiểu nó có lỗ tải mọi người, nó cào phải là chắc chắn là tôi chết rồi, nhưng mà kiểu SB ít máu hơn hay là cào dính vào SB, thành ra là tôi sống. Để luôn. Rồi, ok, ăn con bùa xanh xong rồi ăn con tà thần 14 2 này. Chắc là giờ tem tôi ra ăn cả thần rồi nhá. Ngộ không ơi, qua phụ tà thần nào ngộ không ơi. Gì vậy trời, để một mình tôi ăn tà thần nào. Ôi hay kìa. Trời ơi, ngộ không 10 điểm, cũng không 10 điểm á. Gặp mấy ông ngộ không biết chơi, biết bắt AD, có biết bắt mấy máu giấy này, trời quá tuyệt vời luôn. Rồi, ok, nói chung là một mình con tà thần cũng được thôi. Đam của con Gian này quá là to, dư sức để ăn một con tà thần rồi. Đó, ok rồi, chém này, có thuẫn này, nhưng mà tà thần nó đánh đau phết nhờ. Rồi. Ui, cứu, 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 con này, đừng qua đây, đừng qua đây, đừng qua đây. Ừ, đúng rồi, đừng qua, đừng qua. Á, qua chết mình ấy. Này, 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 lui nhảy cái nha, hết máu rồi. Bây giờ ăn con bùa đỏ xong rồi. Tôi sẽ biến về nhỉ, biến về thôi, chúng ta biến về lấy cục máu rồi thả thần rồi win thôi, trận đấu này phải kết thúc rồi còn gì nữa, trời ơi quá là easy nha. Rồi ok, nói chung là anh em mà coi đến đây rồi thì tôi cũng cảm ơn anh em nhiều nha, cảm ơn anh em đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua ha. Ok, có nhưng mà sau khi tôi là hoàn thành cái hành trình cày lại cục vàng da này thì tôi sẽ tạo khá là nhiều content nha, anh em cứ thoải mái mà ghi ở dưới bình luận đi, có cái gì tôi thấy được là tôi làm luôn.
Chơi hát cho anh em vui vui chứ nhiều khi làm đánh cái này không là nó chán mọi người. Thường là tôi cày bản xếp hạng là tôi đánh kiểu nó chỉnh chu lắm, không có kiểu lưng đồ tròn hay là đánh kiểu cháy cháy để làm highlight đâu. Rồi ok, bây giờ thì vô mà ép thằng này thôi, mày thôi, mày đỏ hồi máu thôi, ôi bảo rồi. Đó là clip này có kinh nghiệm gì là gặp mấy con hồi máu nhiều là phải nâng sách đầu tiên nha, và biết mấy con hỗ trợ như là dạng phép nha, để nó nâng sách phụ cho dễ chơi. Đó, nhiều khi ông top cũng nâng đao ấy nhưng mà không có xuống kịp kịp đâu là khó chơi lắm. Rồi, ok, trận đấu này team mình quá khỏe rồi, trận này Lily chơi khá là hay nhé mọi người. Rồi, ui, chết mất tiêu rồi, sát đao mất tiêu rồi. Ui ôi. Ok, nói chung là bye bye anh em ạ, hẹn gặp lại sau nhé, bye bye.